Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Nếu được hỏi về thương hiệu sản xuất đồng hồ dành cho phi công thì có lẽ cái tên Breitling là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Và có mặt tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ nằm trong bộ sưu tập Navitimer, biểu tượng của nhà sản xuất Breitling. Sở hữu bộ vỏ khung bằng vàng hồng kích thước 43mm và dày 14,2mm. Chiếc Navitimer 01 ở tại Gia Bảo có khả năng chống nước ở độ sâu 30m. Nhưng có lẽ với một chiếc đồng hồ phi công thì khả năng chống nước chúng ta không cần bàn đến nhiều. Lớp kính sapphire của chiếc Breitling Navitimer 01 này hơi lồi. Về phần nhận xét thì mặt kính sapphire của chiếc Navitimer 01 này khá là dễ bám vân tay, nhưng lớp kính sapphire của Breitling trong mọi chiếc đồng hồ đều đem lại cho ta cảm giác khá là thật. Có nghĩa là chúng ta hầu như khó có thể nhìn thấy sự có mặt của lớp kính nếu như nhìn trực diện. Cả bộ vỏ khung của mẫu đồng hồ Navitimer 01 trên tay tôi đây đều được đánh bóng bắt mắt từ phía bên cạnh, càng nối dây cho đến mặt sau. Riêng phần nắp lưng được làm kín mà không trang bị lớp kính sapphire như những mẫu Navitimer sản xuất sau đó. Và có lẽ đây là một điểm tiếc nuối của người dùng khi không thể quan sát được bộ máy ở bên trong. Đi cùng với bộ vỏ khung, ăn khớp với mặt số đen bên trong là dây đeo da cá sấu cao cấp. Với phần kết thúc là khóa móc cài đơn giản và tiện dụng, cùng vết khắc logo cánh chim Breitling rõ nét ở đây. Thực tế khi nhìn vào mặt số của chiếc Navitimer này lần đầu tiên, tôi có cảm giác đó là khá nhiều số, nó hơi bị loạn. Và có lẽ đây là lúc để chúng ta tìm hiểu xem là tại sao nó lại nhiều chi tiết đến như thế. Dễ nhận thấy nhất trên nền mặt số đen của chiếc Breitling Navitimer 01 này là hai mặt số chức năng chronograph tại vị trí 3 giờ và 6 giờ, cùng với một mặt số phụ đếm giây đặt tại riêng góc 9 giờ, một ô cửa sổ báo ngày đặt tại góc 4 đến 5 giờ trong nền đen chữ trắng sẽ được điều chỉnh thông qua núm chỉnh giờ tại góc 3 giờ. Nó toàn bộ các chi tiết đấy nó sẽ phối hợp với cả bộ kim có phủ chất phát quang cùng hệ thống cọc chỉ giờ đều trong chất liệu bằng vàng hồng. Còn về chức năng chronograph, giống như những thiết kế truyền thống khác đều được điều chỉnh thông qua hai nút bấm tại vị trí góc 2 giờ và 4 giờ. Khá là quen thuộc rồi, 2 giờ để chúng ta bắt đầu và dừng lại và 4 giờ để chúng ta khiến cho kim dây chronograph cùng tất cả bộ kim quay về vị trí ban đầu. Chúng ta dừng lại và cho nó quay về vị trí ban đầu. Đó là về chức năng chronograph. Và hãy cùng tôi tìm hiểu thêm về những vòng vạch số ở trên mặt số đen này. Điều mà tôi thấy nó khá là rắc rối. Với vòng tròn vạch số gần tâm nhất là thang tốc độ tachymeter quen thuộc với các con số lũy tiến chạy ngược theo chiều kim đồng hồ, như là các con số 65, 70, 500, 750. Đặc điểm nổi bật của thiết kế Navitimer này là vòng tachymeter được chế tác ngay trên mặt số mà không phải ở trên vòng bezel mà chúng ta hay thấy ở những thương hiệu Rolex hay Omega, đem lại sự khác biệt độc đáo cho Breitling. Còn riêng tôi thấy nó hơi khó nhìn. Ngoài cùng, cũng trên một vạch số đen cùng với vành bezel Eno màu trắng có thể xoay được đây, là hai vành dùng để phục vụ tính năng slide rule, hay hiểu theo một cách đơn giản là để thực hiện những phép tính nhân chia đơn giản. Vành bezel được thiết kế dạng chia khía như thế này để có thể xoay dễ dàng hơn. Và hãy cùng tôi khám phá cái chức năng thú vị này nhé. Hiện tại tôi sẽ thực hiện những thao tác để có thể tính toán với phép nhân. Tôi sẽ lấy ví dụ luôn, sử dụng phép nhân số 3, ví dụ 3 x 4 hay 3 x 7 chẳng hạn. Thì tôi sẽ quay vành bezel Eno màu trắng ở bên trong số 30 thẳng với số 10 như thế này. Và từ đó tôi có thể thực hiện các phép nhân 3 x 4, 3 x 2 hay 3 x 7 và nhìn thêm kết quả tại ngay trên vành này thôi. Ví dụ bạn muốn biết 3 x 4 bằng bao nhiêu, bạn sẽ nhìn vào số 40 ở bên trong vành bên trong nền màu đen 40. 3 x 4 sẽ ra kết quả là 12. Còn trong trường hợp vạch 30 thì sao? Chúng ta cũng lại nhìn vạch 30 ở bên trong và kết quả là 90 ở bên ngoài. Tương tự với phép tính nhân thì chúng ta sẽ thao tác ngược lại với phép chia.
tôi sẽ chuyển sang là chia với số 60. Tôi lại quay ngược lại, tôi lại quay đến số 60, thẳng với vạch số 10 màu đỏ ở bên trong, 60 bên ngoài và 10 ở bên trong. Và nếu như tôi muốn biết 18 chia cho 60 được bao nhiêu thì tôi sẽ căn cứ vào kết quả ở vành màu đen bên trong. Bên ngoài là số cần chia và kết quả sẽ là bên trong. Vậy thôi. Và một ứng dụng khá hữu ích của phép chia trên cái vành này thì chúng ta có thể tính được vận tốc hay là khoảng cách hay là thời gian để di chuyển một vật. Tôi sẽ thử tính thời gian di chuyển nhé. Ví dụ tôi đang đi vận tốc 60 km/h và nhà tôi cách công ty của tôi chỉ 10 km, thì khoảng mất bao lâu tôi sẽ về đến nhà? Con số sẽ hiện lên ở vành bên trong màu đen với số 10. Có nghĩa là nếu như tôi đi 60 cây, khoảng cách từ nhà đến công ty là 10 km, tôi sẽ mất 10 phút để có thể đến được công ty. Thực tế đây được xem là một trong những tính năng vô cùng hữu dụng cùng với tính năng chronograph. Nhưng hiện nay thì các phép tính toán này sẽ được thực hiện nhanh hơn rất là nhiều nhờ vào thiết bị thông minh. Để có thể cung cấp năng lượng cho chiếc Navitimer 01 trên tay của tôi thì nhà sản xuất Breitling đã trang bị cho mẫu đồng hồ này cỗ máy Breitling 01 với 47 chân kính và tần số dao động 4Hz. Chiếc đồng hồ này có thể hoạt động bền bỉ trong khoảng thời gian lên 70 giờ. Và nếu như bạn để ý, cỗ máy Breitling 01 đã cũng nhận được chứng nhận về tính chính xác chronometer của tổ chức COSC. Điều mà chúng ta có thể thấy được ngay phía nắp lưng. Như tôi đã nói là nắp lưng, trang bị nắp lưng kín chứ không phải là một mặt kính sapphire, điều mà khá là tiếc nuối. Navitimer 01 là mẫu đồng hồ đầu tiên được trang bị bộ máy Breitling B01 in-house của hãng. Hiện tại một chiếc Breitling Navitimer 01 trong chất liệu vàng hồng được bán với mức giá 20.805 đô la Mỹ. Tuy nhiên với gia bảo luxury, con số sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Và nếu như bạn cần thêm bất kỳ thông tin chi tiết về tính năng hay là đặc điểm của mẫu đồng hồ Breitling Navitimer 01 trên tay của tôi thì có thể truy cập ngay vào website của gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.